À, xin chào cô chú anh chị ạ. Hôm nay nhà vườn bonsai Dương Minh Hạnh xin giao lưu cô chú anh chị là một số tác phẩm bonsai như mai chứng hỷ, linh sam, cần hân. Nhà vườn em ở Long Hới, Chợ Lách, Bến Tre. Số điện thoại Zalo của em là 0352958170. Cô chú anh chị có chốt cây thì liên hệ qua Zalo chốt cây ủng hộ em ạ, hoặc là điện thoại giùm em nha. Dạ, thì không làm mất thời gian cô chú anh chị, em vô cái tác phẩm bonsai mini là một cây cần hân mã số 1. Dạ, em tiến hành đo kích thước cho cô chú anh chị ạ. Dạ, hoành đế của nó là 30 ạ. Dạ, hoành cũ của nó là được 9 xăng. Chiều cao luôn chậu là 46. Dạ, tán ngang là 36. Cần hân này em nuôi trong chậu ống nha cô chú anh chị. Mã số 1. Nhà vườn em giao lưu cô chú anh chị là 550k. Dạ, 550. Em bao chậu bao ship ạ. Mã số 1. Rồi. Rồi tiếp tục em lên mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 cũng là cây cần hân luôn. Dạ, cần cù hân tiến nha cô chú anh chị. Cây này là cây mã số 2 ạ. Rồi em tiến hành em đo kích thước cho cô chú anh chị ạ. Dạ, cây này hoành đế nó cũng được 30 nha cô chú anh chị. Dạ, hoành thân của nó là được 10. Chiều cao luôn chậu là 51. Dạ, tán ngang của nó là 39. Dạ, cây này em giao lưu cũng 550. 550 em bao ship bao chậu cho cô chú anh chị ạ. Mã số 2 ạ. Cần hân cây này em nuôi cũng trong ống nha cô chú anh chị. Ống 90 á. Dạ, rồi em tiếp tục em lên mã số 3. Mã số 3 cũng là cần hân luôn cô chú anh chị ơi. Rồi em tiến hành đo kích thước. Cây này là mã số 3 nha cô chú anh chị. Hoành bề đế nó 30 nha cô chú anh chị. Dạ, cây này em đo hoành cũ đi. Dạ, hoành cũ của nó là được 17. Chiều cao là 52. Tán ngang là 36. Dạ, cây này là mã số 3. Dạ, cần hân. Cây này em giao lưu cô chú anh chị cũng là 550k. Dạ, nhà vườn em bao ship bao chậu. Mã số 3. Rồi, em tiếp tục em lên mã số 4. Mã số 4 cũng là cây cần hân luôn. Dạ, cần cù hân tiến luôn. Dạ, em đo kích thước luôn nha. Dạ, hoành đế của nó là 32. Hoành thân của nó là 8. Chiều cao luôn chậu là 51. Dạ, tán ngang của nó là 46. Cây này em giao lưu cho cô chú anh chị cũng 550 ngàn luôn ạ. Mã số 4 nha cô chú anh chị. Dạ, 550 ngàn ạ. Rồi, em tiếp tục em lên mã số 5. Mã số 5 là một cây linh sam siêu hoa. Cây linh sam siêu hoa nha cô chú anh chị. Hàng hát đổ, cốt cành già, em nuôi 3 nước dây rồi nha cô chú anh chị. Dạ, em đo kích thước ạ. Dạ, hoành thân của nó là 13. Chiều cao là 48. Tán ngang là 66. Cây linh sam siêu hoa. Dạ, cây này mã số 05. Em giao lưu cô chú anh chị là 800 ngàn. Dạ, 800 ngàn em bao ship bao chậu. Cây nuôi hồi nhỏ nha cô chú anh chị, cho nên cốt cành rất là già. Dạ, 800 ngàn là em bao ship bao chậu cho cô chú anh chị ạ. À. Dạ, em lên mã số 6. Mã số 6 là một cây linh sam siêu hoa luôn. Dạ, cây này cũng linh sam siêu hoa. Em đo kích thước cho cô chú anh chị ạ. À. Dạ, hoành thân của nó là 12. Chiều cao là 53. Phơm tàn của nó là 67. Dạ, linh sam siêu hoa hát đổ. Dạ, cây này em giao lưu cô chú anh chị là 800 ngàn. Em bao ship bao chậu cho cô chú anh chị luôn. Có cái mã số là 06 nha cô chú anh chị. 800 ngàn em bao ship bao chậu. Dạ, em tiếp tục em lên mã số 07 ạ.
Mã số 07 là một cũng là Linh Sam siêu hoa luôn. Dạ. Linh Sam siêu hoa hát đổ. Dạ, hoành thân của nó là 12. Chiều cao luôn chậu là 45. Phơm tàn của nó là 61 ạ. À. Cây này em giao lưu cô chú anh chị cũng 800 ngàn luôn. 800 ngàn em bao ship bao chậu. Mã số 07 nha cô chú anh chị. Cây cốt cành em nuôi hồi nhỏ lớn mà em sửa ba nước luôn cô chú anh chị ơi. Rồi em qua mã số 8 ạ. À. Mã số 8 cũng là Linh Sam siêu hoa hát đổ luôn cân nhân cô chú anh chị. Rồi em tiến hành em đo kích thước ạ. À. Dạ hoành thân của nó được 12. Chiều cao luôn chậu là 46. Phơm tàn của nó là 76 luôn. Dạ cũng 800 ngàn. Em bao xếp bao chậu ạ. À. Mã số 08 Linh Sam siêu hoa hát đổ. Dạ 800 ngàn. Em bao xếp bao chậu. Dạ em tiếp tục mã số 9 ạ. À. Mã số 9 là Linh Sam siêu ha luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 9. Dạ, em đo kích thước ạ. À. À, hoành thân của nó là 9. Chiều cao là 67. Ô phong tàn 67. Chiều cao là 46. Cây này em giao lưu là 800k. 800 ngàn em bao ship cho chậu cho cô chú anh chị ạ. À. Có cái mã số là 09. Dạ em lên mã số 10. Mã số 10 là Mai Chiến Hỷ nha cô chú anh chị. Cây Mai Chiến Hỷ nuôi gò công hát đổ của cô chú anh chị ơi. Rồi em tiến hành em đo kích thước ạ. À. Dạ, hoành bể đế của nó là 38. Hoành thân là 24. Phơm tàn là 71. Chiều cao luôn chậu là 62. Dạ, cây này rất là đẹp cô chú anh chị ơi, cây rất đẹp luôn. Cây này em giao luôn cô chú anh chị là 3 triệu 200 ngàn. Dạ 3 triệu 2 em bao xếp bao chậu cho cô chú anh chị. Cây này nu cục cục luôn cô chú anh chị ơi. Cây này khoảng 30 ngày nữa lên bông. Dạ. Có cái mã số 10 Mai Chứng Hỷ nu gò công em giao lưu là 3 triệu 2 em bao xếp bao chậu ạ. Dạ em tiếp tục lên cái mã số 11 cho cô chú anh chị nha. Mã số 11 cũng là Mai Chiến Hỷ nuôi gò công. Rồi em tiến hành đo kích thước ạ. À. Dạ hoành bể đế của nó được 64. Hoành thân được 23. Phơm tàn được 77. Chiều cao luôn chậu là 64. Cây này em cũng giao lưu cho cô chú anh chị là 3 triệu 2 nha cô chú anh chị. Đến 24 giờ cô chú anh chị. Mai Chiến Hỷ nuôi gò công hát đổ. Giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu 200 ngàn. Có cái mã số là 11. Dạ, tiếp tục là em lên cái mã số 12. Đây cô chú anh chị ơi, mã số 12 là một cây linh sam song hình. Dạ. Dạ em tiến hành em đo kích thước ạ. À. Dạ hoành bể đế nó được 60 cô chú anh chị ơi. Ồ hoành bể đế 60 quá chị bự cô chú anh chị ơi. Dạ hoành thân của nó được 30. Tán ngang của nó được 60. Chiều cao luôn chậu được 73. Cây này em giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu tư.
2.400.000. Dạ, 2.400.000 em bao ship bao chậu cô chú anh chị ạ. Mã số 12 em giao lưu cô chú anh chị là một cây linh sam sông Hinh, giá 2.400.000. Dạ, em bao ship bao chậu. Dạ, em tiếp tục, em lên mã số 13. Cũng là một cây linh sam nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thích thì cô chú anh chị chơi một cặp này là đối xứng rất là ok nha cô chú anh chị. Dạ, hoành đế cây này được 56. Hoành đế được 56. Hoành thân được 25. Chiều cao được 54. Tán ngang được 67. Cây này em cũng giao lưu 2.400.000 cô chú anh chị ơi. Dạ, 2.400.000. Em bao ship bao chậu cho cô chú anh chị. Mã số 13 linh sam sông Hinh nha cô chú anh chị. Lấy nơm. Dạ, tiếp tục là em lên một cây ổi tàu hát đổ. Dạ, có mã số 14. Ổi tàu hát đổ là mã số 14 nha cô chú anh chị. Rồi em tiến hành em đo kích thước cho cô chú anh chị ạ. Dạ, hoành bê đế của nó là 37. Hoành thân được 15. Tán ngang 69. Chiều cao được 64. Dạ, cây này em giao lưu cô chú anh chị là 2.200.000. 2.200.000 em bao ship bao chậu. Ổi tàu hát đổ mã số 14. Rồi em tiếp tục em lên mã số 15 nha cô chú anh chị. Mã số 15 cũng là một cây ổi tàu hát đổ luôn. Dạ, cô chú anh chị có chơi cặp nha cô chú anh chị. Dạ, hoành thân của nó 16 nha. Tán ngang của nó được 76. Chiều cao luôn chậu là 56. Dạ, cây này em giao lưu cũng 2.200.000. Dạ, 2.200.000 em bao ship bao chậu. Mã số 15. Rồi em tiếp tục em lên tiếp tục là cây mã số 16 là một cây mai chiến hỷ nuôi gò công. Dạ, em tiến hành em đo kích thước cho cô chú anh chị ạ. Dạ, hoành đế của nó được 33 nha cô chú anh chị. Dạ, hoành thân được 27. Hoành thân em đo chỗ này là được 27 nha. Chiều cao là 47. Tán ngang được 77. Cây này em giao lưu cô chú anh chị là 3.200.000. Dạ, mai chiến hỷ nuôi gò công 3.200.000 em bao ship bao chậu ạ. Mã số 16 nha cô chú anh chị. Mai chiến hỷ nuôi gò công em giao lưu cô chú anh chị là 3.200.000. Dạ rồi, em tiếp tục em lên mã số 17. Cũng là mai chiến hỷ nuôi gò công luôn cô chú anh chị ơi. Cây này đế quýt mà cốt cành rất là lực luôn. Dạ, em tiến hành em đo kích thước ạ. Bể đế 55 nha cô chú anh chị. Hoành thân 30.
chiều cao 34, tán ngang 66. Dạ cái này em giao lưu cô chú anh chị là 3,2 triệu. Có mã số 17. Cây cốt cành rất là già cô chú anh chị ơi. Dạ em tiếp tục em lên cho cô chú anh chị mã số 18 ạ. À, cũng là mai chiến hỷ nu gò công luôn cô chú anh chị ơi. Dạ 18 mai chiến hỷ nu gò công. À, em tiến hành ra kích thước ạ. À, vành bề đế là 55, vành thân là 30, chiều cao là 32, tán ngang là 66. Dạ cây này em giao lưu cô chú anh chị cũng 3,2 triệu luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 18 em giao lưu cô chú anh chị là 3,2 triệu. Rồi em tiếp tục giao lưu cô chú anh chị lên cái mã số 19. Mã chính là một cây ổi tàu. Cây này mã số 19 nha cô chú anh chị. Dạ em đau hoành thân ạ. À, hoành thân của nó được 24, chiều cao của nó được 60, tán ngang là 66. Cây này em giao lưu cô chú anh chị là 1,8 triệu. 1,8 triệu em bao xếp bao chậu. Mã số 19 nha cô chú anh chị, cây ổi tàu 1,8 triệu em bao xếp bao chậu. Rồi em tiếp tục lên cho cô chú anh chị là mã số 20. Mã số 20 là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm. Cây này có cây này gây bài nha cô chú anh chị. Cây hàng lùng lực cốt cành bài cô chú anh chị ơi, nguyệt quế lùng lực. Rồi em tiến hành đo kích thước ạ. Đo hoành cũ đi. Hoành cũ của nó được 50. Hoành thân được 32. Chiều cao 31, tán ngang 69. Dạ. Mã số 20, cây này em giao lưu cô chú anh chị là 6,5 triệu. 6,5 triệu anh cô chú anh chị. Cây nguyệt quế lá sắn bông chùm. 6,500,000 em giao lưu cô chú anh chị ạ. À, nguyệt quế lá sắn bông chùm cô chú anh chị ơi. Rồi em tiếp tục em lên mã số 21. 21 là mai chiến hỷ lùng lực. Hàng mini để bàn cô chú anh chị ơi, mà cốt cành lực lắm. Dạ em đau hoành thân ạ. À, hoành thân được 24, chiều cao luôn chậu là 30, tán ngang 39. Mã số 21, cây này em giao lưu cô chú anh chị là 2,4 triệu. 2,4 triệu mã 21. Em bao xếp bao chậu ạ. À, dạ rồi em lên mã số 22. 22 là một cây mai chướng hỷ lá tung. Cốt cành cũng rất là lực cô chú anh chị ơi, lùng quá lùng luôn. 22 mã 22. Hoành của nó được 23. Chiều cao là 24. Và dạ, tán ngang của nó là 39. Cây này em giao lưu cô chú anh chị là 2,2 triệu. Mã số 22. Mã số 22 em giao lưu là 2,2 triệu cô chú anh chị ơi.
Rồi em tiếp tục lên giao lưu cô chú anh chị. Mã 23 là một cây sam núi trái. À, em đo kích thước ạ. Em đo quanh ngay quanh thân cái này đi. Quanh thân được 22. Chiều cao từ mặt chậu lên là 34. Tán ngang là 43. Cây này bự cô chú anh chị ơi. Mã 23 em giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu. Một cây sam tái nha cô chú anh chị. Rồi em qua cây, em lên mã 24. 24 là một cây khế chua ghép khế nhật. Dạ em ra kích thước ạ. Em ra hoành thân. Dạ hoành thân của nó là 21. Chiều cao từ mặt chậu lên là 48. Tán ngang là 52. Cây này đang ra bông ra tái cũng đang ra nha cô chú anh chị. Dạ. Thì cây này em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu. Em bao chậu bao ship luôn. Mã số 24 em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu. Rồi tiếp tục lên mã 25. 25 là cây mận. Mận này là mận An Phước ghép mận Hoàng Yến nha cô chú anh chị. Rồi mận An Phước ghép mận Hoàng Yến. Em đo kích thước ạ. Hoành của nó là 30. Chiều cao luôn chậu là 63. Tán ngang là 82. Dạ, cây này em giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu. Cây đang ra bông ra tái nha cô chú anh chị. Đang ra bông nè. Dạ. Được một số bông à. Cây này em giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu, bao chậu bao ship. Nó lên lên bông rồi. Được mấy chùm. 2 triệu là có chậu mà em bao ship luôn. Mã số 25. Rồi em tiếp tục lên mã 26. Xong cái này lên cái đó. Mã 26. 26 là Mai Chiến Hỷ nuôi gò công. Mai Chiến Hỷ nuôi gò công nha cô chú anh chị. Mã 26 em đo kích thước ạ. Bệ đế của nó là 50. Quỳnh thân là 27. Phơm tàn là 72. Chiều cao luôn chậu là 60. Dạ cây này em giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu 2. Em bao ship bao chậu. Mai Chiến Hỷ nuôi gò công. Mã số 26. Rồi em lên mã số 27 ạ. À. 27 là một cây linh sam sông Hinh. Rồi em tiến hành đo kích thước ạ. À. Hoành bệ đế của nó là 56. Hoành thân nó là 22. Chiều cao luân chậu là 66. Tán ngang là 71. Cái này em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi em bao sậu bao ship. Mã số 27. Mã số 27 là một cây linh sâm sông Hinh. Em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu rưỡi. Rồi em lên mã số 29. 28 lộn 28. Dạ 28. Dạ. Dạ, hoành thân của nó là 18. Đây là một cây khế khế chua ghép khế nhật. À, hoành thân 18. Chiều cao là 49. Tán ngang là 56. Mã số 28. Em giao lưu cô cho cô anh chị là 1 triệu.
Mã số 28. Khế chua ghép khế nhật, mực tiệu là em bao ship cho cô chú anh chị, là có ship có chậu luôn nha cô chú anh chị. Rồi, em tiếp tục em lên mã số 29. 29 là cây linh sam sông Hinh. Em tiến hành đo kích thước ạ. Vành của nó là 60. Vành đế 60. Vành thân 30. Tán ngang là 63. Chiều cao luôn chậu là 79. Chiều cao luôn chậu là 79. Cây này em giao lô cô chú anh chị là 2,4 triệu. Dạ 2,4 triệu em bao ship bao chậu. Mã số 29. Rồi em tiếp tục em lên mã số 30. 30 là mấy cây mai chứng hỷ nuôi gò công nha cô chú chị. Hoành bệ đế của nó là 55. Hoành thân được 17. Chiều cao là 36. Tán ngang là 49. Cây này em giao lưu cô chú anh chị là 1,5 triệu, em bao xếp bao chậu. Mã số 30, 1,5 triệu, em bao xếp bao chậu. Rồi, em lên mã 31. 31 là cái mã cuối clip của nhà vườn em nha. Dạ. Rồi, em tiến hành em đo kích thước ạ. Mã 31 nha cô chú anh chị. Dạ, hoành của nó là 21, hoành bể đế là 21. Hoành thân được 17. Chiều cao là 25. Tán ngang là 52. Dạ. Mã số 31 là cây cuối clip của nhà vườn em luôn ạ. Mai chiến hỷ lách trung. Cây này em giao lưu cô chú anh chị là 2,2 triệu. Rồi cô chú anh chị có hết tác phẩm nào thì xin liên hệ qua số điện thoại của nhà vườn em là 0352958170 ạ. Em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi like ạ.